Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Toàn cảnh Nga tấn công Ukraine, binh lính Ukraine rời khỏi thành trì cuối cùng ở Mariupol. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 82. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Về diễn biến trên chiến trường, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 16 tháng 5 xác nhận thông tin các binh sĩ ở nhà máy thép Arostan đã được lệnh ngừng chiến đấu. Theo báo Nga Ati, Ukraine nói mệnh lệnh gửi tới các chỉ huy ở các nhà máy thép Arostan là cứu sống của các binh sĩ. Những người lính bảo vệ Mariupol là anh hùng, họ sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử bao gồm đơn vị Anop, lữ đoàn số 12 thuộc viện binh quốc gia, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lực lượng biên phòng, cảnh sát, tình nguyện viên và các lực lượng vũ trang khác ở Mariupol tuyên bố cho biết. Bằng cách cầm chân lực lượng chủ lực của đối phương ở Mariupol, Ukraine đã có thể chuẩn bị thiết lập phòng tuyến, giúp có thêm thời gian tái tổ chức, nhận sự hỗ trợ của các đối tác, tuyên bố cho biết thêm. Ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay là bảo vệ sự an toàn của những người lính bảo vệ Mariupol. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về để đưa những người lính bảo vệ Mariupol trở về là sẽ cần thời gian. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine cần những người anh hùng đó còn sống để trở về. Đó là nguyên tắc của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa họ về nhà, Zelensky nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định các binh sĩ Ukraine rời nhà máy thép Arostan phải đầu hàng. Theo Ati, 264 binh sĩ Ukraine đã rời nhà máy thép Arostan vào ngày 16 tháng 5. 53 thương binh được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novoazovska trong khi 211 người di chuyển đến thị trấn Olenovka do phía ly khai thân Nga kiểm soát. Phía Ukraine nói những quân nhân này có thể được trao đổi với tù binh Nga trong thời gian tới. Nga ước tính có khoảng 2.200 người ẩn nấp bên dưới hầm ngầm của nhà máy thép Arostan, bao gồm cả dân thường. Trong khi đó, phía Ukraine tránh nhắc đến cụm từ đầu hàng, chỉ nói rằng các binh sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Quân đội Ukraine đã tiến đến khu vực biên giới với Nga sau khi để lùi thành công các lực lượng của Moscow khỏi thành phố Kharkov, Daily đưa tin. Các binh sĩ đã trang trí lại cột mốc biên giới bằng sơn màu vàng và xanh lơ, màu cờ của Ukraine và hình cây đinh ba biểu tượng của quốc gia. Sau đó họ đã quay video cảnh họ đang cắm chốt ở đâu đó dọc biên giới, nằm về phía bắc Kharkov. Hôm nay ngày 15 tháng 5, lực lượng phòng vệ lãnh thổ Kharkov của Ukraine, tiểu đoàn 227, lưu đoàn 127 đã đánh đến biên giới đánh dấu sự chia cắt giữa Liên bang Nga và Ukraine. Chúng tôi đang ở đây, một trong những binh sĩ cho biết là trong đoạn phim được thống đốc Kharkov Oles Sinehubos đang trực tuyến ngày 16 tháng 5. Không rõ chính xác nơi mà đoạn phim này được quay, nhưng theo Daily Mail, địa điểm này có khả năng là gần Tenova, một thị trấn cách biên giới Nga khoảng 3,2 km, khoảng 2 dặm, mà quân đội Ukraine đã tiến vào hôm 14 tháng 5. Ukraine hiện đã, đã hoàn toàn đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kharkov, làm giảm áp lực pháo kích vào thành phố, vốn đã được bắt đầu trong ngày đầu tiên Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Về phản ứng của các bên, Nga tuyên bố sẽ đáp trả để ngăn chặn các mối đe dọa từ việc Thụy Điển gia nhập NATO. Ngày 16 tháng 5, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố để đối phó với các mối đe dọa từ việc Thụy Điển gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, Nga sẽ buộc phải tính toán các biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Trong tuyên bố Bộ ngoại giao Nga khẳng định, chính sách đối ngoại trung lập của Thụy Điển là một nhân tố quan trọng trong việc duy trì và sự ổn định và lòng tin ở khu vực biển Baltic trong nhiều thập kỷ qua. Việc lựa chọn các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia là việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, tư cách thành viên của nato sẽ không làm tăng thêm mức độ đảm bảo an ninh của thụy điển mà dẫn đến mất chủ quyền trong việc đưa ra chính sách đối ngoại việc thụy điển gia nhập nato sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho an ninh của bắc âu và trên toàn lục địa của châu âu bộ ngoại giao nga tuyên bố nga sẽ buộc phải thực hiện các bước đáp trả cả về lĩnh vực quân sự và các lĩnh vực khác để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nga phát sinh từ việc thụy điển gia nhập nato tuy nhiên việc đáp trả như thế nào còn phụ thuộc vào việc nato có triển khai các hệ thống tấn công của khối quân sự này trên lãnh thổ thụy điển hay không Ngày 16 tháng 5, Thụy Điển đã quyết định chính thức sẽ nộp đơn gia nhập NATO. Theo chính phủ Thụy Điển, hồ sơ xin gia nhập NATO sẽ được đệ trình cùng với Phần Lan trong thời gian tới. Thụy Điển xin gia nhập NATO vô tình khiến Phần Lan gặp trở ngại. Nếu chỉ duy nhất Phần Lan xin gia nhập NATO, còn Thụy Điển khoan động thái này thì mọi việc có thể khá dễ dàng. Nhưng khi Phần Lan và Thụy Điển cùng xin gia nhập NATO thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn. Ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Thụy Điển thông báo rằng họ sẽ cùng với Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO giữa bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine. Quyết định chưa được đưa ra sau cuộc tranh luận ở Quốc hội sáng ngày 16 tháng 5. Trong số 8 đảng viên ở Thụy Điển, chỉ có 2 đảng viên nhỏ thiên việc cánh tả phản đối quyết định gia nhập NATO. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Magdalena Andersson cho biết, Chúng tôi sẽ thông báo với NATO rằng chúng tôi muốn trở thành một thành viên của Liên minh. Thụy Điển cần những đảm bảo an ninh chính thức gắn với tư cách thành viên trong NATO. Đồng thời, gọi đó là sự thay đổi mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của đất nước chúng ta. Quyết định của Thụy Điển không có gì bất ngờ sau khi nước láng giềng Phần Lan hôm 15 tháng 5 thông báo Helsinki cũng gia nhập NATO. Trước đó, hai nước Bắc Âu cho biết là quyết định gia nhập NATO của cả hai là độc lập, nhưng họ sẽ tham gia tham vấn chặt chẽ để đưa ra quyết định. Thủ tướng Thụy Điển cũng cho biết thêm rằng Stockholm đang hợp tác cùng với Helsinki để gia nhập NATO. Thực ra trong hai nước Bắc Âu thì việc Phần Lan gia nhập NATO tạo ra thách thức với Nga hơn vì Phần Lan có chung biên giới với Nga, trong khi Thụy Điển thì không có chung biên giới với chuyên bộ. Tuy nhiên, việc Thụy Điển gia nhập NATO có tác dụng ngoại giao lớn. Đây là một động thái mang tính lịch sử, mang tính lịch sử sau hơn 200 năm Vương quốc Bắc Âu này thực hiện chính sách không liên minh quân sự. Mặc dù các quan chức NATO ủng hộ quá trình nhanh chóng phê duyệt để hai quốc gia trên gia nhập liên minh như tất cả quốc hội của 30 thành viên NATO phải nhất trí Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh thì quyết định này mới có hiệu lực. Nếu chỉ duy nhất Phần Lan xin gia nhập NATO, còn Thụy Điển khoan động thái này thì mọi việc có thể khá dễ dàng, nhưng khi Phần Lan và Thụy Điển cùng xin gia nhập NATO thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã phản đối việc hai nước này gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ không có vấn đề gì với Phần Lan, nhưng theo báo Daily Sabah cho biết là Ankara có vấn đề ngoại giao với Stockholm. Daily Sabah cho biết Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ thường duy trì quan hệ tốt với Phần Lan, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại có một số bất đồng với Thụy Điển do Stockholm ủng hộ hoạt động của Đảng Công nhân Người Kurd tại Syria là YPG, trong khi phản đối các hoạt động xuyên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhóm khủng bố ở miền Bắc Syria. Ngày 17 tháng 5, sau khi có tin Thụy Điển muốn vào NATO, Tổng thống Erdogan lập tức tuyên bố phái đoàn từ các nước Thụy Điển và Phần Lan không nên bận tâm đến việc đề nghị Ankara phê duyệt đơn xin gia nhập NATO. Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nói không với các nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm thuyết phục Ankara thay đổi lập trường sẽ đều vô ích. Nói cách khác, nếu chỉ Phần Lan gia nhập NATO thì Thổ Nhĩ Kỳ gần như là không có cớ để ngăn cản. Nhưng khi có thêm Thụy Điển thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có cớ để thúc giục Quốc hội vốn do đảng AKP không thông qua việc NATO kết nạp thành viên mới. Tất nhiên nếu điều đó xảy ra thì phương Tây sẽ càng nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn giúp Nga một món quà để đổi lấy lợi ích nào đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không có vấn đề gì với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng sự mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự sang những vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng của chúng tôi. Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống ủng hộ chính sách mở cửa của NATO để mở rộng hơn nữa. Tuy nhiên, Ankara đã duy trì quan điểm trung lập trong cuộc khủng hoảng Ukraine và sốt sáng đảm nhận vai trò hòa giải bằng cách giữ cho các kênh liên lạc luôn mở với cả hai bên tham chiến. Kể từ khi bắt đầu xung đột, Ankara đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa hai bên và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Trong khi Ankara phản đối các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm cô lập Moscow, họ cũng đóng cửa các eo biển của mình để ngăn tàu chiến gồm cả của Nga và Biển Đen. Động thái này có vẻ như trung lập, nhưng thực ra thì nó lại giúp Nga nhiều hơn, vì thực ra Nga không có tàu nào đi được vào Địa Trung Hải để tới Biển Đen, vì Hạm đội Baltic hay Hạm đội Phương Bắc sẽ không thể qua eo Gibraltar vào Địa Trung Hải, trong khi là Hạm đội Thái Bình Dương lại ở quá xa hàng nghìn binh sĩ NATO tập trận gần biên giới Nga. Hàng nghìn binh sĩ của 14 quốc gia thành viên và đối tác của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tham gia các cuộc tập trận lớn ở Estonia, cách biên giới Nga 60 km. Kênh truyền hình ATI đưa tin chương trình tập trận quy mô lớn của NATO đã bắt đầu tại Estonia hôm 16 tháng 5. Sự kiện Hedrox 2022 là một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử của quốc gia Baltic này. Các hoạt động diễn tập sẽ quy tụ khoảng 15.000 binh sĩ từ 14 quốc gia bao gồm cả các thành viên khối quân sự NATO và các đối tác như Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Russia và Ukraine. Nội dung triển khai bao gồm tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang như trên không, trên bộ và trên biển, cùng với huấn luyện tác chiến không gian mạng. Theo một tuyên bố của NATO, cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của tàu đổ bộ lớp Squash của Hải quân Mỹ Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia, Thiếu tướng Veiko Velopram, khẳng định là các cuộc tập trận không liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra tại Ukraine. Tập trận Hesgeron 2022 bắt đầu chỉ một ngày sau khi Phần Lan và Thụy Điển chính thức công bố kế hoạch gia nhập NATO. Các quan chức phương Tây cho biết hoạt động này đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước khi xung đột Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, Hesgeron 2022 chỉ là một phần trong những hoạt động quân sự quy mô lớn của NATO ở sát biên giới Nga những ngày gần đây. Một quốc gia ban khác là Litva cũng đang tổ chức cuộc tập trận Aronworth với sự tham gia của 3.000 binh sĩ NATO và 1.000 thiết bị quân sự. Hai trong số các cuộc tập trận quy mô lớn nhất của NATO là Defender Europe và Swift Response đang diễn ra ở Ba Lan và tám quốc gia khác với sự tham gia của 18.000 quân từ 20 quốc gia. Những chương trình tập trận trên cho thấy là NATO vững vàng và sẵn sàng bảo vệ các quốc gia cũng như là chống lại bất kỳ mối đe dọa nào, bà Ona Luskescu, phát ngôn viên của khối quân sự NATO cho biết. Lực lượng phản ứng nhanh NATO đang tham gia cuộc tập trận Westerner Heist với 7.500 binh lính ở Đức. Bên cạnh đó, khu vực biển địa Trung Hải sắp chứng kiến một cuộc tập trận hải quân Neptune Series với sự tham gia của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman. Tháng 6 tới, Ba Lan sẽ làm vào một số quốc gia Baltic và Ba Lan sẽ tổ chức diễn tập phòng thủ tên lửa và phòng không tổng hợp lớn nhất của châu Âu với sự tham gia của 23 quốc gia. Hồi cuối tháng 4, Phần Lan đang cai tổ chức các cuộc tập trận hải quân của NATO. Hiện tại, nước này cũng đã đang tổ chức một cuộc tập trận chung trên đất liền cùng với quân đội Mỹ, từ Anh, Estonia và Latvia. Với các lệnh trừng phạt, EU chưa thể đạt được đồng thuận về việc cấm vận dầu mỏ của Nga. Các lãnh đạo Liên minh châu ngày 16 tháng 5 thừa nhận, mặc dù muốn đẩy nhanh việc thông qua gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, nhưng nội bộ khối này vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận liên quan đến việc cấm vận dầu mỏ của Nga. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại Brussels vào chiều ngày 16 tháng 5, ngoại trưởng các nước Liên minh châu vẫn chưa thể thông qua được gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, trong đó biện pháp trọng tâm là việc cấm vận dầu mỏ của Nga. Nguyên nhân chính được cho là do chính phủ Hungary vẫn kiên quyết phản đối biện pháp này vì cho rằng Phía châu Âu chưa đưa ra các giải pháp thay thế an toàn cho Hungary, một khi cấm vận dầu mỏ Nga trong khi Hungary lại là một trong những quốc gia phụ thuộc lớn nhất vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, cho biết là sự phản đối của Hungary sẽ buộc các nước châu Âu phải kéo dài thời gian thảo luận để tìm một giải pháp khác. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thảo luận nhưng không may là hiện tại chúng tôi không thể đạt được một thỏa thuận nhằm hoàn tất gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Nga. Vấn đề bây giờ sẽ được chuyển cho hội đồng đại diện thường trực gồm đại sứ các nước EU để tiếp tục bàn thảo. Chúng tôi cũng gặp các khó khăn tương tự trong việc thống nhất ý kiến về biện pháp cấm vận dầu mỏ của Nga, ông Moreau nói. Được công bố từ đầu tháng 5 năm 2022, gói trừng phạt thứ 6 mà EU dự tính tung ra nhằm vào Nga được cho là sẽ tác động lớn nhất đến Nga từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra do sự cắt nguồn thu nhập từ dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, một số quốc gia như Hungary, Slovakia không muốn sớm áp dụng biện pháp này do sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế nặng nề. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 16 tháng 5 cũng tiếp tục bảo vệ quan điểm của Hungary khi cho rằng việc Hungary phản đối lệnh cấm của EU hoàn toàn là vì lý do kinh tế, đồng thời nhận định rằng châu Âu đang đối mặt với kỷ nguyên suy thoái nếu các căng thẳng địa chính trị hiện nay với Nga vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Joseph Borrell tuyên bố, EU vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực trợ giúp Ukraine cả về tài chính và quân sự, đồng thời thông báo các nhà ngoại trưởng EU đã nhất trí thông qua gói viện trợ quân sự thứ tư trị giá 500 triệu euro cho Ukraine, nâng tổng số tiền mà EU chi ra để giúp Ukraine mua khí tài lên tới 2 tỷ euro. Những thách thức lớn với ngành hàng không của Nga do các lệnh trừng phạt Ngành hàng không của Nga ngày càng bị cô lập trong bối cảnh nguồn cung cạn kiệt, do đó Nga đang tìm cách cứu ngành hàng không khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực. Theo trang tin Politico.eu mới đây, khi Nga hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, các nhà phân tích cho rằng sẽ mất khoảng 2 tháng để thấy được tác động đối với lĩnh vực hàng không của Moscow. Họ đã đúng. Các hãng hàng không của Nga bị cấm bay qua hầu hết các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu bị chặn bán máy bay, các bộ phận họ cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật. Về cơ bản, Nga đã sở hữu các máy bay thuê trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng chúng sẽ bị thu hồi nếu rời khỏi nước này. Ngoài ra, có những lo ngại rằng Nga sẽ ngày càng thách biệt với các yêu cầu về an toàn toàn cầu. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, các sân bay chính của Nga hoạt động tốt hơn với các đối thủ như là London, Heathrow và Frankfurt nhờ thị trường nội địa bùng nổ. Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, cơ quan liên bang về vận tải hàng không Nga, Rostaviazstia, đã đóng cửa 11 sân bay quy mô nhỏ phần lớn ở phía Nam do lo ngại về an toàn. Đối mặt với tình trạng hạn chế bay, các sân bay thuộc buộc phải sa thải nhân viên tại Sheremetyevo, sân bay lớn nhất Moscow gần 1/5 số nhân viên đang được nghỉ việc. Sân bay Nurovkovo cũng ở thủ đô tuần trước đã thông báo cho gần 2.000 nhân viên về việc có thể bị sa thải. Trong khi đó, nhu cầu về các chuyến bay nội địa đang giảm mạnh. Doanh số bán vé trên cổng thông tin du lịch Tutu.ru đã giảm 1 phần 3 trong số tháng 3 và tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái năm 2021. Aeroflot, hãng vận tải quốc doanh có tên trong vòng trừng phạt đầu tiên của phương Tây, đã chứng kiến số lượng hành khách trong tháng 3 giảm 1 phần 5 so với cùng kỳ năm trước. Vladimir Biloskak, giáo sư vận tải hàng không tại Học viện Công nghệ Singapore cho biết, Thật khó để đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào, nhưng chúng tôi đã xem xét một tình huống có thể kéo dài, không phận sẽ bị đóng cửa trong một thời gian, các hãng hàng không của Nga sẽ bị cấm bay đến châu Âu và các nước khác. Và hiện các hãng hàng không của Nga đang nằm trong danh sách đen của EU. Về lâu dài, việc Nga bị cô lập đang làm dấy lên câu hỏi rằng các hãng vận tải sẽ tiếp cận phụ tùng thay thế và bảo trì như thế nào. Không có phụ tùng thay thế và sửa chữa từ phương Tây, Nga ngày càng phải đối mặt với những khó khăn trong việc bảo dưỡng máy bay và đảm bảo rằng các thủ tục bảo dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Trong số 187 chiếc máy bay của Aeroflot trừ 10 chiếc do Airbus hoặc Boeing chế tạo, số còn lại là bị thiếu bảo dưỡng. Máy bay Sukhoi Supres 100 của Nga cũng đang gặp phải sự cố, bất chấp có nhà sản xuất trụ sở tại Moscow, động cơ của nó được cung cấp bởi Powerjet, một liên doanh giữa NPO Stern của Nga và công ty Safran của Pháp. Theo một báo cáo của Nga, việc sản xuất động cơ này đã ngừng vào tháng 3 năm 2022 sau khi Powerjet đình chỉ hợp đồng với các chủ sở hữu người Nga. Công ty Air có trụ sở tại Iskos điều hành các chuyến bay nội địa và quốc tế của Nga đã kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ để duy trì hoạt động. Air Aero không phải là hãng hàng không duy nhất bày tỏ sự lo ngại. Ba giám đốc điều hành của các hãng hàng không sử dụng máy bay Super -S cho biết là họ đang phải đối mặt với các vấn đề về bảo dưỡng động cơ kể từ khi các lệnh trừng phạt của EU được áp dụng. Họ thậm chí là sẽ phải tạm dừng các chuyến bay sử dụng Super -S vào mùa thu này nếu hỗ trợ kỹ thuật không được cải thiện. Để đối phó với các thực trạng trên, truyền thông nhà nước Nga tháng trước đã đưa tin rằng Điện Kremlin đang cân nhắc sử dụng khoảng 107 tỷ rúp, rơi vào khoảng 1,5 tỷ euro từ quỹ tài sản có chủ quyền của Liên minh để tái cấp vốn cho các hãng hàng không. Thông tin vừa rồi đã kết thúc video của kênh TV 24h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.